Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô icon make. Không hiểu gì nghĩa chỉ ra nha. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian của tất cả mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô luôn bức tranh này nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Mọi người tốt đi ạ. Ok. Ok tốt đấy ạ. Sẽ tốt tiếp nha. Ok nha mọi người. Con tim mà cũng cuộc khá đông trong gia cùng và sắp tới. Vậy vậy sao? Không phải. Ok. Ok nha mọi người. Bop. Có thể giờ anh biết có làm stream sửa không? Đây là... Bỏ luôn rồi đúng không? Bỏ hẳn nhà đi sao? Để chuyển sang máy thị như để mẹ em kém dung lượng quá. Ok nha mọi người. Em chuyển hết sang thị nha anh nhớ. Đâu nhỉ, Simpson nó có file nào đi. SS này là gốc này. Hình gác này. Ok nha mọi người tô đi ạ. Mình cho đợi bức tranh nhé, có thể cho mình xem nha.
Ok. Fanta gốc Simpson. Ôi thôi, ấn nhầm gì rồi. Ok, xong mới ghi này, được thế. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Đâu sẽ bớt đi. Ừ. Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Linh này là gì ta? Bánh 3D đồ công nghệ. Ok nha mọi người. Ok. Thời tới đây, giờ tới đây. Thôi ạ, tôi không... Rất ít người làm được. Đương nhiên rồi, đâu phải ai làm được điều đó đâu. Đúng rồi, đặc biệt mà. Đúng không anh Sang nhỉ? Tôi là người đặc biệt mà. Đâu nhỉ? Ok, và video mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, đăng ký kênh của mình nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tôm bầu mực. Ha, ha. Bạn, cái video mà tôi còn không kiếm tiền anh tập. Nó hơn 100.000 view. Ha, ha, ha. Rồi, mọi người tôm bầu cái... Cái tỷ lệ của nó là 900.000 vừa hiển thị và mình... 106 mình kinh. Đã không kiếm được tiền là búp à? Không búp. Có sao nhiều view vậy? Nó vậy. Thôi được rồi. Mặt tôi đúng không? Ừ, đương nhiên okay. Rồi. Con mặt nó uy tín nó thế. Mới tôi nó không ra tiền thôi. Được ưa thích. Coi như là gương mặt được ưa thích. Nhờ cái gương mặt vàng mày cả đó. Gương mặt đấy có đắp trước đâu. Không sao, tính trước được rồi. Ok nha mọi người. Ồ, người mua hai thịt kho à? Ồ, qua vừa thịt luộc mà. Em nhớ là cái video đấy, cái lúc cắt là hết sạch mặt tiền mà. Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Đây, tô đây. Đây là nó cũng trong bình trà.
sau 3 ngày trả lời thì công trạng mà tên là Hadina đây là dòng trạng của nhà công chính chính hãng từ đoàn tên xe Hadina đây là dòng trạng của trạng như là tên về đi thắng của thế giới và làm thế giới của trạng rất là lo sợ là một cái thứ rất là mới nên là mình có thể đi học lại đi sau thì là câu của mình là tên là Hadina những cái đó thì nó là tên 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 là sao leo trên tướng nha, phải phết nha. Ok nha. 3 ngày. Đây Bùi Đức. Ok nha mọi người. Đâu ra người ta đang giúp giảm cân đó. No. Người ta đang ngăn cản này đó. Ok nha, mình sẽ làm cái xe nhé, có thể mình xem nha. Chân gà ăn mảnh đúng không? Anh trước mặt anh Đức không mà bảo không ăn vặt mà hứa mà tôi đi bao nhiêu hứa mà cái gì hả 2008 mấy mới hôm qua thôi xa xôi đâu nó nằm trong cái số dãy số 2000 mày còn đi xa mày bảo là ăn không để đặt hôm qua mới hứa mà nghe hôm qua nó mua 8 cái chân gà cho em ăn đi anh 8 cái em mua 8 cái em thử thách nó thôi nhưng mà ai ngờ nó ăn thật. Ôi, chân gà này. Chân gà luôn tạo. Chân kênh này. Ok nha mọi người, mình sẽ làm cái xe nhanh nhất này. Cho mọi người xem nha. Hôm qua tới 2 chân ép vào nhà chính và đánh được rồi. Cầm mặt tình này thì được dễ hơn trong 10 phút. Ok nha mọi người đợi mình xíu ha mình. Cái gì vậy? Ok mọi người. Ui, Sơn Tùng 2 nick, 1 nick 86, 1 nick 100. Vậy cái này. Ồ, chăm chỉ vãi. Sợ thật. Trong khi mình vừa lên chiến tướng.
Mic 86 đến 100 luôn. Nhưng mà vẫn thích đấu. À, ở một đích vẫn thích đấu rồi phải. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Và video của mình đến đây cũng nghe. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, chia sẻ cùng mình nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ dẫn tâm tất cả mọi người tôm bỏ bức tranh gậy phép thuật hồ biến. Đó, ok. Và đây là gậy phép thuật nha. Và để đỡ có nhiều đề dẫn của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tôm bức tranh này nha. Ok nha, tất cả mọi người mình sẽ dẫn mọi người tôm luôn nha. Ồ, bức tranh này là bức tranh 44. Chăm chỉ một ngày cũng được nhiều phết. Ok nha mọi người. Vì tương lai gì tên mọi người tô cho mình nhé. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Một tô đi ạ. Ok nha. Ok, mời tôi đi nào. Vào, vào tuần đình 2. 4, 7, 8. 7, 8. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha. Này lâu đi nhỉ. Sao giờ chưa xong này. Xích người à.
Ok nha mọi người. Rồi các bạn xong này. Ok nha mọi người, mọi người tối cho mình nha. Ủa sao luôn có lúc còn phụ. Ok. Và mình sẽ hoàn thành bức tranh cái phép thuật này nhanh nhất để cho mọi người xem nha. Ok nha mọi người, mọi người tô đi ạ. Không, TikTok tôi càng không vào kia, con người chung thủy. Ok và video của mình đến kết thúc này là tất cả những video tiếp theo của Live Xanh Kỳ nhé, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một cốc trà sữa nha. Sữa thì đặt tên luôn rồi. Và để đỡ mất nhiều ra mọi người sẽ dẫn mọi người tô màu bức tranh này nha. Ok. Đặt thôi. Chờ Thịnh lâu quá.
nhiều lắm ấy, không được uống. Đấy, tối hôm kia nhỉ, hôm kia mà Hương lên đi sớm như vậy. Chứng kiến được cảnh đang chơi bài. Ok nha mọi người. Ok. Một người tô đi ạ. Comment. Ok. Nuôi tôi được không ạ? Ủa mấy cái link dẫn ghim này là link của cái gì đây anh? Sao? Link kênh nào hay cái gì? Lot Lifetime 1 tháng trước lệnh á. No Melinda. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha. Xin. Bài 1 tại sao? Chuyển từ đấy nhanh hơn à? 312 video. Ủa? Trong hộp cứng có sẵn Simpson rồi mà. Cái que là gốc hay gì đấy? Thế còn cái trong hộp cứng? No! Ok. Hạt nhân thơm màu. Ừ. Ok, mình cho tấm bức tranh nhanh nhất có thể cho mình xem nhé. Video game anh Đức lấy. Video vui đỡ kênh. Video gốc. The Dream. Xong xong đi rồi. Ok nha mọi người. Mọi người tô được không ạ? Tôi làm nốt 27 tập này nữa là hết các season. Ok nha mọi người.
iPhone 15 được dùng 2 SIM hay sao? Anh không biết. Đâu một thôi mà. iPhone thì một SIM. Xem được cái xe nhanh nhé, có thể cho mọi người xem nhé. Kéo thôi. Giật Thịnh, Triệu Giật Thịnh về đi Hương. Mày nhảy với gái quên đường về à? Nhanh thế. Dạ. Ngày thứ hai, à, thứ ba. Em có niềm tin Long đêm mới về. Thôi, liền đồ ăn đặt trên bàn kìa. Chúng ta chuyển dọn bàn, nhóm đồ ăn thôi. Ok. No. Kệ. Chơi nốt. Tuần sau bận rộn. Được. Chơi. Chắc không? Chắc chưa? Đấy là trong trường hợp nếu mà bảo là ok chơi. Hương bảo chơi là sẽ gạ được Thịnh. Không, tôi không làm thế. Ông gạ anh cũng được gạ. Thì bây giờ phải bảo chơi thì... Nó phải nhắn tin với tôi, nó không chơi đâu. Thì phải đủ 5 người chứ. Đúng không? Không cho chơi, đó chơi. Đúng rồi. Nó không chơi đâu mà. Nên em bảo là về nhanh đi, Tuấn Anh đang thành kéo lắm rồi. Nó bảo là không chơi đâu. Hả? Cho xe nhắn luôn. Rồi. Mình cứ về đây đi là chơi thì nó em hỏi rồi sao nó trả lời. Đúng rồi. Em hỏi đâu, em đố nó chơi rồi. Đúng rồi. Chị ơi, ca đấy hết cứ. Không biết chơi xong rồi, chơi thì em cũng chơi. Thế em đố nó chơi. Nói đố thì. Nói đố thì sợ rồi. Anh cứ ngồi check xem có kênh nào còn nút vàng. Không lấy nút cho nữa. Đây, còn trời không lấy nút rồi nữa. Tôi có cần đâu mà anh. Có đấy, định qua này nỉ lắm. Tôi bảo không cần nút, không lấy. Định để tên Hương Thịnh. Trời ơi, trời ơi, anh nhìn. Thế mà anh không làm nhiều, chưa thấy nút vàng nào. Hơi đen. À, đó là nút vàng 1 triệu thôi. Nút vàng thì chúng ta lấy hết rồi làm gì đến lượt mình. Kiểu gần gần bằng rồi búp lên đấy. Ý là thừa tiền rồi. Chỉ có 5 hoặc 10k sắp thì mình bơm rồi chứ mà. Bơm 100k thì tiền đôi được. Đi từng là. Ơ em mọi người. Đi ra mình đến kết thúc mình lại tất cả mọi người. Nên tiếp theo mọi người like xem kỳ kêu của mình nhé. Bye bye.